Xin chào các cô, các bác, anh chị. Hôm nay em giới thiệu mọi người một hộp hồng sâm rất là đặc biệt, hộp gỗ được thiết kế cực kỳ sang trọng. Đó, đây là chiếc khóa hình con rùa quy, đúng không? Rất là đẹp, hộp vàng cực kỳ sang trọng. Nó là một trong những loại hộp sang trọng nhất của showroom của em. Bên trong chứa hai hũ cao hoàng đế và cao hoàng hậu dành cho cả nam và nữ. Cao hồng sâm hoàng đế hoàng hậu chứa hai hũ, mỗi hũ 500g, được chiết xuất từ hồng sâm Hàn Quốc thượng hạng cùng các thảo dược quý hiếm, tạo nên tinh chất hồng sâm cao cấp, có công dụng là bồi bổ sức khỏe, giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo, tránh mệt mỏi, điều hòa huyết áp, cải thiện chức năng sinh lý của cả nam và nữ, mát gan, giải độc, giúp tăng cường chức năng gan, giúp kích thích trí não, tốt cho trẻ em còi xương chậm lớn. Bên em là Royal Plaza tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều. Các cô, các bác, anh chị có nhu cầu inbox trực tiếp ở Facebook hoặc đến trực tiếp địa chỉ của bên em để được tư vấn tận tình. Hotline 0961 936 536, YouTube Royal Plaza, sức khỏe cho mọi nhà. Em chân thành cảm ơn. Xin chào mọi người.